Thì xin chào các bạn ha. Ở video trước á, mình đã hướng dẫn các bạn cách mang giao diện Facebook cũ trở lại. Nhưng mà ở dưới phần comment á, thì mình đọc là mình thấy vài bạn chưa làm được. Mặc dù đã thử cả hai cách thì cách đầu tiên á chính là cách tải app thì nó đã fix rồi. Còn cách thứ hai, cách xài của đi mình thấy là mình vẫn xài được ha. Thì như đây mình sẽ làm lại cho các bạn xem. Ctrl Shift B và các bạn mở bấm vào đây để thêm trang. Bạn đặt tên cho nó và ở URL này các bạn copy dòng code này các bạn dán vào và lưu, rồi chúng ta hãy nhấp vào nó ha. Qua trên Facebook chúng ta hãy log lại đấy, nó sẽ tự chuyển sang giao diện Facebook thông thường. Thì có vài bạn nói là đã làm như thế này nhưng vẫn không có được, thì mình cũng chưa gặp cái trường hợp này và mình đã tìm hiểu và có một cách khắc phục cho các bạn, thì các bạn hãy làm theo mình ha. Đầu tiên các bạn hãy truy cập vào Facebook này và bấm đó là trang. Rồi ở đó đây các bạn hãy bấm là tạo trang mới. Thì các bạn cứ tạo trang đây rồi mình sẽ nói các bạn để làm gì ha. Thì ở tên tiêu đề của trang bạn hãy đặt một cái tên bất kỳ. Thì mình ở đây mình sẽ đặt là nước chỉ là đại đi ha. Ở hạng mục thì mình hướng dẫn thì bạn cứ ghi, bạn ghi xong bạn xóa nó sẽ hiện ra đây. Mình cứ chọn đại một cái này của hạng mục của nó, rồi thì ở phần mô tả bạn ghi cái gì cũng được. Rồi sau đó bạn hãy bấm tạo trang và chờ nó một chút ha, thì sẽ rất là nhanh thôi. Bây giờ đã ok rồi thì chúng ta hãy kéo xuống và thêm ảnh đại diện và ảnh bìa, thì mình sẽ thêm đại 2 tấm. Mình sẽ lấy tấm ảnh nền của desktop mà hay để đi đấy, rồi mình thêm ảnh bìa luôn. Rồi ok ha, thì mình chờ lót xong rồi mình có thể kéo lại vị trí như thế này. Rồi sau đó hãy bấm lưu ha. Thì sau khi các bạn đã bấm lưu xong đó, nó sẽ chuyển các bạn đến giao diện như thế này. Đấy, rồi các bạn có thể nhìn ở đây. Nó sẽ có là nếu muốn bạn có thể chuyển sang facebook.com thông thường trong vòng 48 giờ để quản lý trang. Thì nếu bạn bấm chuyển ngay á thì nó sẽ chuyển các bạn qua Facebook thông thường nhưng chỉ trong 48 giờ thôi. Sau 48 giờ thì nó sẽ tự chuyển các bạn chuyển lại đến giao diện Facebook beta này. Thì sau khi nó chuyển lại thì bạn cứ truy cập vào cái trang của mình và bấm chuyển về Facebook thông thường và xài tiếp thôi. Vậy ha, thì mình sẽ bấm chuyển thử này. Bạn có muốn quay lại bạn cũ vì thiếu tính năng không? Thì mình bấm có ha. Không được, ít ra đây rồi bấm chuyển. Cứ bấm chuyển ngay đấy, nó sẽ tự động quay lại. Còn nếu bạn nào mà không có làm được cách này á thì bạn hãy comment bên dưới và hoặc là có thể chủ động IP kết bạn với đường link Facebook mình để ở phần mô tả, mình sẽ cho bạn làm quản trị viên của cái trang này để bạn có thể dễ dàng chuyển Facebook của bạn sang Facebook thông thường ha. Thì ok, video này mình đã hướng dẫn bạn khắc phục các tính năng là chuyển Facebook beta thành Facebook thông thường ở của video trước. Thì nếu các bạn thấy video là hay á, hãy cho mình một like, subscribe và share nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn.